Thì hôm nay sẽ là bài 10 của kênh Lăng Già. Bài này đề cập đến một vấn đề tế nhị nhưng mà tranh luận ngàn năm của tông phái. Ở Phật học viện này đó thì cái sư Nam Tông ít quá hả? Trong nội trú mình toàn là có đồ thiệt gì không? Chứ mà ở nội trú mấy chỗ Nam Tông nhiều, người ta còn có buffet có hai loại vét, nong vét. Cái tiếng Anh nó gọi là vét. Vét là dịch tết gì biết không? Vegetarian food đó. Một bên là vét, là vegetarian food. Một bên là nong vét, buffet để mà lựa chọn món ăn. Thì mấy khóa trước chẳng hạn như khóa 10 á, là họ có thuyết trình và có một tổ lãnh thuyết trình đề tài ăn chay như thế này. Ăn thịt, ăn chay. Bây giờ mình giảm bớt thuyết trình, một là nó lợi thời gian, thứ hai là không tăng ni sinh khỏi phải nhọc công suy nghĩ nhiều mà khỏi phải lo hóa trang như khóa 10 nữa. Nhưng mà như hôm nay chúng ta đã là học cả sáng chiều đó thì cũng làm gì đó mà vừa học mà vừa có vẻ như là enjoy, không? Có vẻ như là vừa học vừa thưởng thức gì đó. Chứ nếu mà cứ cú mì không mà nuốt hoài từ sáng tới chiều thì cú mì xứ cát xứ Bình Định nữa. Cho nên như hẹn thì hôm nay ba nhóm chúng ta, nhóm trái, nhóm phải và nhóm giữa, chúng ta phân công chức năng như sau. Bây giờ nhóm giữa là muốn là mình đặt câu hỏi cho hai bên hay là mình muốn mình là người trả lời? Đứng lên đặt câu hỏi bên phải. Giờ đại diện đây là bên Cổ Sơn Môn hay là bên Bắc Tông gì đó, bên Nam Tông như Nam Truyền Truyền gì đó. Bên đây là quan điểm theo chay mặn đều dùng được. Đó. Bên này là thuần chay. Bên này hỏi phải không? Mình giờ thôi đứng dậy hỏi, tức là mình hỏi khỏe hơn. Rồi, bây giờ tính sao đây? Giờ nếu mình hỏi là cũng khó đó nha. Hỏi là mình tạo không khí hòa giải mà gọi là set up menu, tức là người mà lèo lái trong cái không gian đó muốn cho hòa bình hay là chiến tranh hay là cái người điều hợp. Đâu, nếu vậy thì sao? Nếu như vậy thì mic nữa đâu rồi? Rồi, giờ giao nhóm vợ đứng anh hỏi, giới thiệu vài lần hỏi. Hôm nay là một cuộc hội thảo của các tông phái Phật giáo đang sinh hoạt hiện diện tại Việt Nam hay quốc tế gì đó. Chúng tôi đang hân hạnh đón tiếp các sư, các tông phái từ truyền thống của Cổ Sơn Môn, của bên Mật Tông và của bên Nam Tông. Mấy bên đó là ăn cho chế mạng dùng được lục hòa tinh gì đó. Và bên bách truyền thuần túy đó là để mà hiểu hơn về cái cách sinh hoạt hành đạo và đặc biệt là trong vấn đề thọ dụng thức ăn. Thì xin hỏi ha. Rồi bây giờ nhưng mà khó đó nha. Rồi giờ giao mic hỏi thứ vài câu nào. Nhóm giữa mình hợp tác với nhau ai biết? Đâu đâu? Hỏi gì nữa?
Mình hỏi câu thứ nhất rồi mình hỏi mấy câu kia chứ mà giờ mà ngồi hỏi nữa là chết á. Trong cái thời gian người ta trả lời là mình hỏi tiếp nhanh lên, cầm biết lên. Họ trả lời cho mình có trả lời đâu. Nè. Cầm mic xuống hỏi, đứng dậy hỏi rồi hỏi tiếp, muốn hỏi bên chay mạnh đều dùng được thì hỏi, muốn hỏi bên đây hỏi rồi, hỏi nghe coi. Mình làm đơn giản thôi mà, chủ yếu là đi vào câu hỏi, không có cần phức tạp. Không có cần bài bản lắm mà, bây giờ làm tương đối. Chủ yếu là hỏi đi chứ, giới thiệu đơn giản thôi, hỏi một câu đầu đi rồi suy nghĩ nữa. Sao khó vậy? Hỏi một câu nào đó, hỏi một câu đi. Rồi hỏi ý tiếp. Mày làm gì hết giờ nha. Làm nhanh đi chứ, làm gì hết giờ á. Hỏi một câu đi rồi suy nghĩ nữa. Trả lời mình suy nghĩ. Còn có muốn đứng lên nhìn xuống thì càng tốt. Quay nhìn họ nha, khi hỏi họ là phải nhìn họ nha. A Di Đà Phật, kính chào tất cả quý đại biểu trong cuộc hội thảo ẩm thực Phật giáo. Chúng con được biết là có hai phái đoàn thuộc truyền thống Theravada và truyền thống Bắc truyền. Bây giờ chúng con xin đặt câu hỏi cho phái đoàn Theravada trước. Trước tiên để thảo luận về vấn đề ẩm thực thì chúng con xin mời phái đoàn Theravada sẽ cử đại diện giới thiệu về cái đoàn của mình. A Di Đà Phật. Đặt một câu đi. Ui da, sao thấy dễ quá mà khó quá vậy. Hết giờ nha. Không thì không á thì đặt bên đây. Ủa, cái nhóm điều hợp gì mà khó khổ vậy. Đặt một câu rồi mới suy nghĩ. Cái chuyện giới thiệu bỏ qua đi. Vậy đại khái là đến từ Tích Lan, đến từ Miến Điện, đến từ Bangladesh đủ hết á, Campuchia, Lào gì đó. Thôi da, thể hiện bán lãnh điều hợp liền rồi chứ, cái này dễ mà. Đây câu đầu tiên mình nói đó. A Di Đà Phật, chúng con được biết là truyền thống Theravada thực phẩm dùng là theo tinh thần của Tam Tịnh Nhục. Vậy thì chúng con không biết cái tinh thần đó như thế nào, xin mời quý đại biểu hãy giải thích cho cả hội chúng được rõ. A Di Đà Phật. Ok, chúng ta đóng vai sáng tạo, chúng ta đóng vai là chúng ta đang hiểu về những cái người ở Theravada rồi trả lời. Kính thưa các đại biểu trong đây, theo trả lời câu hỏi của bên đặt câu hỏi là tại sao ăn theo tinh thần Tam Tịnh Nhục, thì theo trong kinh thì Tam Tịnh Nhục mà Đức Phật đã nói là không thấy, không nghe và không nghi. Cho nên theo tinh thần Theravada là cho nên là được dùng Tam Tịnh Nhục. A Di Đà Phật. Cái ban điều hợp là khi mà họ trả lời mình cảm thấy chưa có hiểu lắm, mình có quyền đi hỏi sâu, không là mình chuyển qua bên này. Hay là sau khi mình giới thiệu hai bên họ nói quan điểm rồi, mình có thể là mình đứng trên giữa mình hỏi, hay là mình kích thích họ tự hỏi lẫn nhau. Mình điều hợp mà, họ làm chủ cái session mà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại hội hội thảo. Phái đoàn
quý sư xin bổ sung thêm cái câu trả lời cho hội thảo được rõ về vấn đề tam tịnh nhục, thì xin cái vị đưa ra câu hỏi về nghiên cứu thêm kinh Jivaka trong Trung Bộ Kinh có đề cập rất rõ ràng về vấn đề tam tịnh nhục này và cả năm nguyên nhân khiến Đức Phật dạy là không có được sát sanh ạ. A Di Đà Phật. Nói MC vậy phải đọc nghiên cứu lại gì đó. Giờ không biết giờ cái điều họp tiếp. Vậy là MC AC là không được để hội trường gián đoạn nha. Bốn phòng MC. A Di Đà Phật. Thì chúng con xin có một vài bổ sung. Kính thưa toàn thể quý đại biểu trong chương trình Ẩm thực Phật giáo, thì trước khi chúng con bổ sung, chúng con xin giới thiệu quý phái đoàn của truyền thống Theravada. Hôm nay có hiện diện 29 vị đến từ rất nhiều nước, trong đó có 19 vị đến từ Việt Nam, 5 vị đến từ Sri Lanka và 5 vị đến từ Myanmar. Thì câu hỏi của bên quý phái đoàn hỏi là cái truyền thống của Theravada tại sao được dùng thực phẩm mặn cũng như là ăn thịt, thì cũng như đại đức Sơn Thạnh và đại đức Thuộc Tánh cũng đã có nói về vấn đề tam tịnh nhục và ngũ tịnh nhục. Thì trong kinh Trung Bộ số 2, kinh Trung Bộ 2 số 55, cũng như đại đức Sơn Thạnh đã có nói về cái bài kinh Jivaka, thì trong đó Đức Phật cũng có đề cập đến vấn đề được dùng thực phẩm mà Đức Phật nói là không thấy, không được thọ dụng thực phẩm, không thấy, không nghe và không nghi. Và những thực phẩm đó, và chính vì mình mà người ta giết con vật đó cho mình ăn. Và trong đó Đức Phật cũng có nói còn có về ngũ tình dục. Ngũ tình dục trong đó có thêm hai loại thực phẩm là thực phẩm của con thú tự chết, và thực phẩm thứ hai là thực phẩm của những con thú khác ăn còn dư lại. Thì đó là ngũ tình dục, mà ngũ tình dục mà Đức Phật đã có đề cập trong kinh Trung Bộ, thì đó là vấn đề con muốn bổ sung. A Di Đà Phật. Đó, này là họ là quốc tế cho nên là mình muốn hỏi tiếng Anh thì cứ hỏi. Điều đó nó gọi là most venerable, bhikkhu hoặc là bante là thera, là mấy vị lớn đó. Rồi bây giờ đó thì em thì bên đi họp mà lấy nghi họ trả lời vậy, giờ muốn lèo lái đi đâu nữa. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý đại biểu trong cuộc hội thảo ngày hôm nay, sở dĩ cái cuộc hội thảo về ẩm thực Phật giáo được mở ra là trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, nghĩa là chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại và tìm hiểu như thế nào để đưa ra một cái phương án tối ưu, và chúng ta sẽ thảo luận trong sự hòa hợp gắn kết để tìm ra một cái phương pháp tốt nhất, để khi tất cả những cái người không phải thuộc Phật giáo hoặc là những cư sĩ Phật tử người ta hỏi, thì chúng ta là những tu sĩ Phật giáo, chúng ta sẽ có một cái cách trả lời hợp lý, chứ không phải là trên tinh thần để chúng ta phản bác lẫn nhau. Đây là cái tinh thần của hội thảo. Tôi mong tất cả quý đại biểu cả hai bên, hệ thống Bắc Truyền và hệ thống Theravada, chúng ta cần phải ghi nhận điều này. Chúng con rất cảm ơn lời giới thiệu cũng như trả lời của Theravada. Bây giờ sẽ cử một đại diện bên phía truyền thống Bắc Tông để trả lời câu hỏi tiếp theo. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đại diện đặt câu hỏi cho truyền thống Mahayana là có thể cho biết chúng tôi là do nhân gì mà không ăn thịt và vì sao là không ăn thịt? A Di Đà Phật. Bên đại diện mình Mahayana này dễ nè. Dễ là nó đúng như cái tâm trạng của mình phải không? Thì mình ăn chay là có lý do gì mình ăn chay đó. Thì nói cái lý do của mình. Đúng với hoàn cảnh tâm trạng của mình mà.
Mít Đà Đàm đó. Để em đi đu mít cho. A Di Đà Phật. Con xin kính chào toàn thể đại biểu đến với hội ẩm thực Phật giáo ngày hôm nay. Và trường phái của con là trường phái Mahayana. Với xưa nay là vốn có cái truyền thống là không ăn thịt, chủ trương là hạn chế ăn thịt động vật. vì có một có, nếu như mà con nói ăn chay tuyệt đối thì sẽ bị phản đối, vì con biết là có một số ngôi chùa ở phía Bắc thì theo Bắc tông nhưng mà vẫn ăn mặn, cho nên là con không có thể nói tất cả được. Cái chủ trương ăn chay thì đó là theo tinh thần là giới luật của như Đức Phật trước khi mà nhập Niết Bàn thì Ngài có nói lại là sau khi nhập Niết Bàn rồi, sau khi Ngài nhập Niết Bàn rồi thì tăng tu sĩ, tăng đoàn sẽ tôn giới luật làm thầy. Cho nên là về giới luật thì trong giới luật Đức Phật có dạy rằng là không sát sanh. Cho nên là bên trường phái Mahayana đã tôn trọng theo cái tinh thần giới luật của Đức Phật mà giữ cái giới sát sanh là hạn chế ăn thịt động vật. Tuy nhiên, nếu như mà theo quan điểm chúng ta nói ăn chay là tu thì điều đó không có chính xác. Vì vấn đề ăn chay ở đây chủ yếu là chúng ta tôn trọng được cái tánh linh của con vật. Vì bất kỳ một con vật nào đều có cái thức của nó, đều có tánh linh của nó. Cho nên nó đều có cái tính là tham sống sợ chết, cũng giống như con người chúng ta vậy. Vì cái tinh thần từ bi, bình đẳng của tinh thần Phật giáo Mahayana mà quý ngài đã đề ra là chúng ta nên hạn chế hoặc là không nên ăn thịt động vật. Và điều này thì nó cũng không có gây mâu thuẫn gì với, theo con nghĩ thì không có sự mâu thuẫn chấp chặt nào so với trường phái của đoàn đại biểu là Theravada. Nếu như mà chúng ta nhìn theo một cái góc độ mà chấp giữ giới á, thì chúng ta cho rằng là chúng ta sẽ rơi vào trong cái tình trạng là mình sẽ chê bai cái quan điểm của trường phái bạn là ăn mặn là không có từ bi đối với chúng sanh. Thì như thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ thì con có được học qua một lần giới thiệu là khi ngài vào trong cung và em của ngài tức là vợ của vua Trần Nhân Tông đã dọn ra 2 mâm thức ăn, 1 mâm ăn chay, 1 mâm ăn mặn, mà ngài hiển nhiên là theo trường phái Mahayana rồi nhưng mà ngài vẫn ăn mặn. Thì em ngài mới ngạc nhiên, thì ngài mới trả lời là Phật, anh là anh. Và câu tiếp theo thì con quên rồi, đại khái là như vậy. Anh và chỉ... cái đó để chứng tỏ rằng anh chính cần là việc chay mặn ở trong trường phái chúng con thì không có chấp nhận, không có quá cứng nhắc. Khi nào mà chúng ta tu đến một cái cảnh giới là tự tại thì tâm của chúng ta không còn tham sân si, thì cái việc ăn uống đó thì nó không có ảnh hưởng gì đến tinh thần từ bi của Phật giáo. A Di Đà Phật. Con xin mời các quý sư cô trong đoàn đại biểu Mahayana có ý kiến gì thì xin bổ sung thêm ạ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nhưng mà cái phía Mahayana, chút là MC mình xoáy sâu thêm là nếu mà họ ăn chay là họ nghĩ là ăn chay là quan trọng, là tốt đẹp hơn ăn thịt đó chứ, họ mới giữ theo thế. Chứ nếu mà không tốt đẹp hơn họ ráng ăn chay làm cái gì. Thì chúng ta xoáy sâu sao để mà, đó là cái sự lựa chọn của họ, và họ cảm thấy là ăn chay là tốt hơn, ăn chay là dễ giải thoát, dễ đắc đạo hơn gì đó, thấy không? Bây giờ chúng ta làm sao để khai thác bệnh bất truyền, họ nghĩ như vậy, họ mơ ráng ăn chay đó, họ mơ ráng cố gắng ăn chay đó. Giờ sao khai thác họ? Hay là thách thức challenge bên nào đó, muốn challenge bên nào? Rồi, giờ MC làm sao cho họ tranh luận soi thì nổi chúng lên. Con nhận biết là trong tinh thần lời Phật dạy, lúc mà Đức Phật còn tại thế thì sẽ theo tinh thần tùy duyên, nghĩa là người Phật tử người ta cúng món gì thì chư tăng, Đức Phật và chư tăng sẽ thọ dụng món ấy, không phân biệt là chay hay mặn. Vậy thì theo tinh thần Mahayana, tại sao chúng ta đa phần là thuần chay? Xin quý đại biểu hãy cho ý kiến. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đại diện nhóm Mahayana để trình bày về vấn đề này cho toàn thể đại biểu. Là trong Kinh Lăng Già và Kinh Đại Bát Niết Bàn thì Đức Phật cũng có dạy là sở dĩ mà ngày xưa Đức Phật cho ngũ tịnh nhục hoặc là tam tịnh nhục là vì lúc đó là các vị tỳ kheo là cái trình độ của các vị vẫn còn thấp, chưa có lãnh thọ được giáo pháp của Đức Phật một cách trọn vẹn. Và trong kinh Phạm Võng cũng nói về cái vấn đề của hạnh Bồ Tát thì không có ăn thịt của chúng sanh. Thì sau này là khi mà chư tăng, cái trình độ của chư tăng đã lên được cấp bậc cao rồi đó, thì hiểu được cái lời của Phật dạy một cách là thấm nhuần được lời của Phật dạy, cho nên là Phật mới nâng cao cái giới lực lên thêm một bậc là không được ăn thịt của chúng sanh. Cho nên là sau khi mà Đức Phật nhập diệt á, cho nên là Đức Phật mới nói là hãy lấy giới luật làm đầu, mà cái giới luật của năm giới đầu của năm giới đầu á, năm giới đầu và cái giới sắc sanh đó là một cái giới rất là quan trọng. Thì để thực hành được hạnh Bồ Tát, để thực hành được cái viên mãn cái Phật quả của mình á, thì mười phương chư Phật trong ba đời đều không có ăn thịt của chúng sanh. Thì theo cái bước chân của quý ngài đã đi thì các hàng đệ tử về sau này nương theo bước chân đó, nương theo lời dạy đó mà thực hành y giáo phụng hành. Thì đối với lý do vì sao là nên ăn chay thuần một cách thuần chay, thứ nhất là để cho cái sở dĩ mà chúng ta có nhiều cái đặc tính là tham sân si ở trong người mà không thể nào mà có thể giảm trừ được một cách nhanh chóng, thì do là khi mà chúng ta sát sanh, khi mà sát sanh như vậy thì tất cả các cái loài chúng sanh đó nó sẽ khởi lên cái tâm sân hận và sẽ có tính trả thù. Thì khi những tất cả những cái tâm đó nó sẽ bám vào từng sớ thịt của những loài chúng sanh đó, và khi chúng ta ăn vào á thì cái thân ngũ ấm này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái tâm sân hận của chúng sanh đó và cái sự trả thù của chúng sanh đó. Thì chẳng những cái thân ngũ ấm này nó bị ảnh hưởng và cái tâm thức của chúng ta cũng sẽ bị cái sự sân hận nó khuấy động, thì nó sẽ làm cho tâm của chúng ta là không thể nào mà định tĩnh được trên bước đường mà chúng ta tu giới định tuệ. Cái đó là một cái phần thứ nhất. Và cái phần thứ hai á là cũng bổ sung thêm về cái tâm từ bi. Và nó, tại vì chúng ta nói là đạo Phật là đạo từ bi, tức là không làm thương tổn đến bất kỳ một loài chúng sanh nào mà chúng ta còn có cái sự mà ăn thịt, mặc dù chúng ta không thấy được, không nghe, không biết, không thấy, nhưng mà trong cái thời buổi hiện tại này thì công nghệ hiện đại rất là, công nghệ thông tin rất là hiện đại, chúng ta thấy được trên TV, thấy được trên internet và tất cả những cái kênh điện tử, thì chúng ta cũng biết được là chỗ nào là cái chỗ mà nói chung là về cái vấn đề mà giết mổ á thì nó rất là tràn lan, thì chúng ta có thể thấy được. Không lẽ là thời đại hiện đại này mà chúng ta không biết được những vấn đề đó thì nó cũng là rất là hạn chế về cái chỗ mà trình độ thông tin của chúng ta. Cái thứ hai là ngày nay thì có sự lựa chọn, chúng ta có cái sự lựa chọn là thuần chay và thuần mặn.
thì trong thời hiện đại này Phật tử, cái trình độ của Phật tử người ta cũng cũng được được gọi là có kiến thức về Phật pháp, thì người ta cũng biết được là người xuất gia thì nên ăn chay. Mà bây giờ là không phải là cái thời mà chư tăng đi du hành nữa, mà là tập trung tại chỗ, thì chúng ta có thể là thay vì chúng ta ăn mặn thì bây giờ chúng ta có thể thuần chay được, thì chúng ta cứ nâng cao cái tinh thần đó để mà hỗ trợ trợ duyên cho cái bước đường tu tập của chúng ta. Và đó cũng là cách để giáo hóa các hàng Phật tử. Khi mà tất cả chư tăng đều ăn chay hết thì Phật tử người ta cũng biết được như vậy, thì người ta không bao giờ người ta sẽ cúng mặn nữa. Đó là một cái sự giáo hóa về thân giáo và cái khẩu giáo. Dạ con xin dừng tới đây ạ. Đó, bây giờ cái bốn phần của ban điều hợp làm sao cho hai bên họ tranh luận xôn xao lên ở trên bề quan điểm của mỗi bên rồi, nhưng mình làm sao mình đứng, nhưng mà mình trong xôn xao vừa phải, mình đủ sức để mình điều khiển mà. Rồi giờ sao đây? Vừa rồi chúng ta đã nghe những lời giải thích của phái đoàn Mahayana, và một câu hỏi bây giờ sẽ được đặt ra cho Theravada. Chúng ta sẽ nhìn nhận như thế nào khi trong tinh thần của kinh Lăng Già, một bộ kinh quan trọng của Mahayana, đã dạy như thế này về vấn đề ẩm thực Phật giáo. Đức Phật có dạy ta và chúng sanh là quyến thuộc. Xin mời tất cả quý đại biểu hãy lật ra trang số 7. Đại Huệ, hãy nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ phân biệt rõ cho ông thấy. Đại Huệ, có vô số lý do khiến Bồ Tát thương xót không ăn thịt, ta chỉ nói đôi phần. Đại Huệ, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay không ngừng qua lại trong sanh tử luân hồi, không khỏi có lần làm cha mẹ, anh em, con cái lẫn nhau, hoặc làm bà con, bạn bè, đầy tớ, thân yêu. Sang đời khác họ sinh làm thân chim và thú, sao nỡ đem ăn thịt. Đại Huệ, Bồ Tát đại hữu tình xem chúng sanh như thân mình, nghĩ rằng thịt đều do mạng sống mà ra, sao nỡ mà ăn. Đại Huệ, Bồ Tát đại hữu tình ở đâu cũng xem chúng sanh là thân thuộc, cho đến nghĩ như con một của mình nên không ăn thịt tất cả. Thì xin hỏi Theravada sẽ nhìn nhận như thế nào về quan điểm này trong kinh của Đức Phật dạy? Xin cảm ơn câu hỏi của Hội ẩm thực đã đặt ra cho phái đoàn của chúng tôi. Câu hỏi thật là hay. Chúng tôi rất là quý cái tinh thần của cái bộ kinh Lăng Già của truyền thống Bắc Tạng. Nhưng cái vấn đề ăn thịt của chúng tôi đơn giản là vì chúng tôi đi khất thực là tùy duyên. Thì giống như lúc nãy chúng tôi đã có trả lời, nghĩa là theo cái tinh thần tam tịnh nhục hoặc là ngũ tịnh nhục, thì nó là như vậy. Vì chúng tôi không có quan trọng về cái việc, không có đặt nặng ở cái vấn đề ăn cái gì. Vì chúng tôi khất thực được thì ăn chỉ là ăn thôi. Và như vậy thì tùy duyên, gặp tín thí cúng vật gì thì chúng tôi thọ dùng vật đó. Chúng tôi không và khi ăn chúng tôi có cái phép quan niệm, nghĩa là không nghĩ rằng là cái món ăn, là không nghĩ về cái vấn đề này là ngon là dở là cái gì cả, là bồi bổ hay là cái gì đó. Do đó chúng tôi thọ dụng cái vật thực một cách một tính bình đẳng. Và dĩ nhiên nếu như Phật tử cúng dường thức chay thì chúng tôi vẫn dùng thức chay bình thường, không có mong mỏi một điều gì khác. Và hiện tại thực sự phái đoàn của chúng tôi có một số người cũng là từ Tích Lan đến, thì chúng tôi được biết rằng Phật giáo Tích Lan là một truyền thống Theravada và Phật giáo toàn quốc. Nhưng mà hiện tại ở các ngôi từ viện ở Tích Lan thì Phật tử bây giờ người ta vẫn đem đến đến từng cái từ viện và nấu, và người ta cũng nấu rất là nhiều cái món chay tại các từ viện của Theravada. Và trong 9-10 món thì chỉ có một vài món mặn thôi. Đó là thực trạng Phật giáo ở Tích Lan hiện nay là như thế. Xin chia sẻ cùng phái đoàn, cùng Hội ẩm thực A Di Đà Phật. Rồi bây giờ là sao cho nó hot lên đây. Xin cảm ơn phần chia sẻ của phái đoàn Theravada. Và để bây giờ cần hiểu nhau hơn về tinh thần của hai truyền thống thì chúng con xin mời hai bên tự đặt câu hỏi cho nhau. Vậy mình dở khuyến rồi hả?
Kiến không biết cái gì. À, chúng tôi được sự nói xong thì nói. À, hồi nãy chúng tôi có nghe nói rằng cái một cái ý kiến của phái đoàn Mahayana nói rằng là cái trình độ của thời Đức Phật còn thấp, cho nên cho rằng là hồi đó là ăn thịt. Như vậy chúng tôi xin bên đó giải thích cho chúng tôi được rõ hơn các vị thánh tăng hồi xưa là thấp như thế nào. Ý hỏi là ngài sẽ là phát một cửa liên mà thấp hơn chúng ta hay là sao? A Di Đà Phật, kính bạch toàn thể đại chúng, thì qua câu trả lời của Ma Phật Đa thì chúng con thấy có hai vấn đề cần phải nêu rõ. Vấn đề thứ nhất đã được Đại Đức Quảng Nguyên nêu lên. Vấn đề thứ hai là nói vấn đề về sự kính trọng. Nếu như cho rằng không Phật tử mà ăn chay thì quý thầy không ăn chay theo thì nhận được sự kính trọng của Phật tử. Như vậy có khác chăng thì quý thầy bên Nam truyền người ta ăn mặn như vậy sẽ không được sự kính trọng. Và trên thực tế chúng ta thấy rằng quý thầy đi ra ngồi lên xe người ta có thể lấy tiền xe, nhưng mà quý sư đi lên xe người ta có thể cúng dường. Thì như vậy cái vấn đề kính trọng hay không kính trọng nó không phải là ở vấn đề ăn chay hay ăn mặn, mà không phải là cái vấn đề đó, mà cái vấn đề đây chính là nội tâm tu chứng về cái hình thức. Và chúng ta mang tới chất là đại thừa để chúng ta thua Nam truyền ở chỗ là chúng ta đã không còn giữ y áo hình ảnh của Đức Phật, và bên Nam truyền người ta vẫn giữ được hình ảnh đó, là chúng ta là có, đó là cái điều người ta tôn trọng đầu tiên. Để đó là hai vấn đề, thứ nhất là trình độ tu chứng và hai là sự kính trọng. Thì mong hai bên ra chúng ta thầy giải thích thêm về vấn đề đó cho đại chúng được rõ. A Di Đà Phật. Rồi, bây giờ xin mời đại biểu của Mahayana hãy trả lời câu hỏi của bên Theravada. Bên giữa bắt đầu giờ khỏe rồi đây nha. Dạ, A Di Đà Phật, con xin giải thích rõ cái vấn đề mà trình độ thấp cho toàn thể hội chúng trong cái chương trình ẩm thực Phật giáo. Là thứ nhất là trình độ thấp có nghĩa là tại vì giáo pháp của Đức Phật là thầm thâm quy diệu. Khi mà ngài mới chứng ngộ ra là ngài đã nhìn thấy là căn cơ của chúng sanh là không thể nào mà lãnh thọ được giáo pháp của ngài, cho nên là lúc đó là ngài định nhập vào Niết Bàn. Nhưng mà chư thiên thỉnh, theo cái sự mà thỉnh của chư thiên thì Đức Phật mới quán chiếu lại là cái chỗ mà giống như hoa sen vậy đó, thì có cái là trồi, có cái ở dưới mặt nước, có cái trồi lên mặt nước, có cái lơ lửng ở dưới mặt nước. Thì cái trình độ căn cơ của chúng sanh thời bây giờ cũng vậy. Những quý vị như là Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, đó là hàng thượng căn rồi thì chúng ta không có bàn đến. Nhưng mà đâu phải 1000 trong tăng đoàn của Đức Phật thời bây giờ tất cả đều là các bậc thượng trí thượng căn, cũng có những bậc là trình độ thấp. Ví dụ như ngài Chunda, thì khi mà từ cái trình độ thấp của quý ngài thì sau khi mà lãnh thọ được giáo pháp của Đức Phật dạy một cách từ từ giống như là nước mưa lâu thì thấm đất, thì khi quý ngài vào tăng đoàn của Đức Phật thì tu qua năm này năm khác thì lâu ngày vài tháng như vậy sẽ thấm nhuần được cái giáo lý của Đức Phật nói, và có thể là sẽ khai mở được trí tuệ. Thì lúc đó thì ngài Chunda cũng là đã chứng được đắc được quả A La Hán, nhưng mà không phải là khi Đức Phật nói một câu kệ mà ngài có thể chứng đắc liền, mà cũng phải trải qua một cái quá trình tu tập và quán chiếu. Thì cái chỗ đó là con nói về cái trình độ mà cao thấp. Với lại là lúc đó thời của Đức Phật bây giờ là có rất là nhiều hàng ngoại đạo xuất gia tu học theo giáo pháp của Đức Phật, và có cái bối cảnh xã hội thời Ấn Độ lúc bấy giờ là có Bà La Môn giáo cũng có, và có hình như con nhớ là tới 90 mấy phái trường phái ngoại đạo lận. 92 trường phái ngoại đạo, cho nên là không phải cái ngoại đạo nào theo Đức Phật cũng là người có trí tuệ cao, thì cũng có những hàng cùng đinh theo xuất gia với giáo đoàn. Thì vấn đề của thấp thì con sẽ tạm dừng chỗ này. Còn cái vấn đề mà cái gì cung kính hả? Cái vấn đề mà kính trọng á, không phải là trường phái của Mahayana hoặc là Theravada mới được kính trọng, mà cái kính trọng ở đây là tùy theo quốc độ. Ví dụ như ở Phật giáo Việt Nam thì là người ta chủ trương là đạo Phật của Phật Việt Nam là thuần chay. Thì trong tâm thức của các hàng cư sĩ Phật tử thì cứ nghĩ là quý thầy là ăn chay một cách là 100%, chứ không nghĩ là quý thầy ăn mặn. Thật ra bây giờ
khi mà mình ra ngoài mình mua trứng á, thì người ta cũng cảm giác như là người ta có một cái gì đó trong tâm thức của họ gợi lên, tại sao quý thầy ăn chay mà còn ăn trứng? Đó là vấn đề thực tế hiện nay. Còn theo quốc độ ví dụ như của Myanmar, Miến Điện thì Phật giáo Theravada, tâm thức của hàng cư sĩ ở đó, người ta chấp nhận quý thầy có thể ăn thịt được, ăn các loại động vật được, thì cái người ta sẽ cung kính theo tùy vào cái quốc độ, chứ không phải là phân biệt là trường phái đại thừa người ta mới kính hoặc là trường phái Nam Tông người ta không kính. Thì cái chỗ kính này là con nghĩ là chỗ mà quốc độ của cái tâm thức của cái mà hàng cư sĩ Phật tử ở tại nơi đó. Còn cái vấn đề thứ hai đó là như con nói hồi nãy là bây giờ là chúng ta là sống đời sống tập trung ở một chỗ, không phải là đi khất thực nữa. Và các hàng ví dụ như ở bên Theravada thì cũng có thể là bây giờ cũng tiếp xúc được kinh điển rất là nhiều. Trong Tam Tạng kinh điển thì Đức Phật cũng nói về vấn đề ăn chay ăn mặn rất là nhiều. Thì cái trình độ của quý ngài không phải là thấp mà rất là cao. Và trong khi tu tập thiền định hoặc là tu vào giới định tuệ bất kỳ một pháp môn nào đó, thì quý ngài cũng đã hiểu được cái chỗ nào là nên làm và cái chỗ nào không nên làm. Ví dụ như cái giới sát sanh thì quý ngài cũng có thể là hướng dẫn Phật tử lần lần ở nơi đó, ở cái quốc độ của mình, có thể xoay chuyển được, gọi là pháp là xoay chuyển bánh xe pháp luân, là chính là ở chỗ này. Thì mặc dù mình là ăn mặn nhưng mà mỗi một ngày mình rót vào tay họ là mình có thể là hướng dẫn họ là cúng chay, có thể là giải thích cho họ thêm sự lợi ích của cái sự mà không sát sanh. Thì những cái hàng cư sĩ ở quốc độ ở nơi đó thì người ta cũng sẽ lâu ngày người ta cũng sẽ thấm nhuần được. Quan trọng là ở cái chỗ mà chính bản thân của mình có thay đổi được hay không. Nếu như bản thân của mình thay đổi được thì những cái hàng cư sĩ đó họ sẽ nhìn vào, họ cũng sẽ cung kính và họ cũng sẽ cúng dường những cái thực phẩm theo cái sự mà yêu cầu của quý thầy. Chứ không phải nhất thiết là mình ăn mặn thì mình phải là 100% mình phải bắt người ta phải ăn mặn theo mình, hoặc là cái gì đó mình có thể thay đổi từ bản thân của mình mà mình thay đổi ra bên ngoài được. Thì con nghĩ là cái chỗ này có thể thay đổi được chứ không phải là không thay đổi được. Đúng rồi, quý vị sẽ hỏi tiếp nhưng mà bổ sung cái câu trả lời đó là hồi nãy mình nói thấp cao quá, tốt nhất là mình nói là Đức Phật thuyết pháp theo giai đoạn, theo thời kỳ, từ nhân thừa cho tới Bồ Tát thừa. Thì cái thấp đó không phải là so sánh cá nhân nhưng mà cả một cái tập thể và cái level của cái lớp mình học từ bài 1 đến bài 2, bài 3 của mình nên mình sẽ bị, thì những cái bài học sau nó sẽ cao hơn những bài học trước, chứ không nói cá nhân ai thấp cao, là cả một cái tập thể nó đi lên, cái guồng nó cùng đi lên một lượt. Như thế thì từ nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa tới Bồ Tát thừa, Phật thừa gì đó, thì cái thừa đó nó đi lên, nó sẽ cao dần theo năm tháng, theo cái thời kỳ, cái giai đoạn để mà giao hóa. Bài pháp thứ nhất, thứ hai có thể nó là hóa thành chứ phải là báo sở, mình phải bỏ cái đấy mình đi tiếp nữa, ví dụ thế gọi là thấp cao. Còn bây giờ giải thích sự tôn kính như vậy, bây giờ chúng ta phải làm sao ấy, bên bác truyền hay bên MC đặt câu hỏi là sao, bên nam truyền ở tư thế hầu như là họ gần như là họ bí, mà nếu mình challenge được như thế mới gọi là challenge, tức là thách thức. Tại vì nếu mình bảo là ăn chay là đáng tôn kính, đáng giữ, thì tại sao mình không đặt câu hỏi nào đó khiến cho họ bí? Tức là nghĩa là cái việc của họ nó không có đúng như thời Đức Phật. Đấy, thì ai là người nghĩ ra được những câu hỏi mà họ cảm giác bối rối, thậm chí có thể bí không trả lời được? Không, bên đây là để mình trả lời thôi. Bây giờ thử hai bên hỏi cái đã. Rồi cuối cùng là tính sao? Mình hỏi, nãy giờ hỏi họ trả lời hết, bây giờ hỏi làm sao để họ bí họ trả lời không được? Mà chính vì họ bí cho nên là mình mới ăn tội ăn chay, cho nếu mà trả lời thông suốt hết thì tội gì mình ăn chay. Đấy, mình hãy kia có câu hỏi mà để mà khiến bên Theravada bí cái nè, ở dưới cuối đó đó. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa giáo họ, kính thưa toàn thể đại chúng, bây giờ chúng học kinh Lăng Già. Thì nãy giờ chúng ta nói rất nhiều về chuyện ăn chay và ăn mặn, nên con xin trước hết là con xin hỏi hai trường phái, và con xin hỏi thầy giáo luôn ạ, là kinh lăng già chay và ăn mặn được thêm vào lúc nào ạ, và nguyên nhân ra đời vì sao là có sự thêm phẩm này vào trong kinh Lăng Già? Xin đại chúng
ai biết thì cho con được rõ, và nếu như mà đại chúng không ai trả lời thì con nhờ thầy giáo ạ. Thôi được, cái câu hỏi mà bên Nam Truyền thường thách thức đó là câu đó là sự thật nha. Thực tế là kinh điển gọi là bất truyền có đáng tin cậy không? Có phải là Phật thuyết không, hay là do sau này các vị tổ sư thêm vào, hay là thậm chí là Bà La Môn của Ấn Độ thêm vào để mà làm phân hóa chia rẽ trong nội bộ Phật giáo? Thì tôi cũng có đã nói từ cái thời của Đại Thừa Khẩu Tín á, là bây giờ nếu như bảo là kinh Phật thuyết, tôi nói thật, nếu như bảo là kinh Phật thuyết thì lấy cái gì để chứng minh, ngay cả kinh Bali luôn đó. Bởi vì sao? Trên nguyên tắc của chúng ta, photo giấy tờ là có công chứng, ký tên và đóng dấu. Bây giờ trong toàn bộ kinh Nikaya đi, Bali đi, nói thật, có chữ ký gì thôi thì thờ kỳ thứ nhất, thứ hai thì mình bỏ đi. Thờ thứ ba có chữ ký, cái đóng dấu gì của vua A Dục không? Hay là của Mongali Tisa Bukta không? Tức là chủ tòa đoàn, trước khi để mà gói hàng để gửi đi. Nói thì nếu mà đã mà không có cái gì để chứng minh hết, còn cái chữ mà như thị ngạo ven cái chữ Bali đấy thì Bà La Môn đâu không biết vậy. Nếu thêm thì cái nào đó thêm trả được. Cho nên suy cho cùng á, giờ hỏi ngược lại, suy cho cùng kinh Bali lấy gì để mà bảo chứng rằng đó là chính xác là của lời Phật đấy? Chứng minh mình cái gì? Nếu mà thách thức sang riết tôi thách thức ngược lại tới Bali luôn. Bây giờ nếu mà cái nguyên tắc của chúng ta là photocopy công chứng, bây giờ ai làm chứng đây? Đáng lẽ ông A Dục ông làm chứng, ổng là vua, ông đóng dấu vô mấy cái kinh đó được, mà cái kỳ kiến tập ổng có mặt, tại sao ổng không ai đóng dấu vào? Ngay cả ổng đưa con trai con gái ổng là Mahinda với lại Sangimutta, Sangimutta qua bên Tích Lan nữa, hay là mười phái đoàn đi các nơi, thì nếu mà xét về văn bản, có thể công nhận rằng là kinh tạng Bali nó gần gũi hơn thời Đức Phật, có thể vậy. Mà chúng ta nên nhớ là tiếng Sanskrit có từ lâu đời đó. Tiếng Sanskrit có trong Upanishad, tức là áo nghĩa thư và vệ đà đó, chứ không phải là mới ra đời sau này đâu. Thì bây giờ chúng ta công nhận Đức Phật là nhân vật lịch sử, giáo pháp là Phật thuyết ra, rồi chúng ta công nhận những cái điều như là tứ đế, thập nhị nhân duyên, ngũ uẩn vân vân vậy. Chứ bây giờ biểu mà căn kề ra từng chữ từng câu, cái nào Phật thuyết lấy gì để chứng minh? Nếu mà anh bảo Sanskrit chứng minh không được thì Bali chứng minh cũng không được luôn. Thì cũng vậy à. Chứ chứng minh sao? Cái hệ thống sau này á, Ấn Độ mất hết kinh tạng, từ ở bên Tích Lan phục hồi lại, từ ở bên Tây Tạng phục hồi lại, từ cái Hồi giáo nó đánh phá lại càng nguy hiểm nữa. Thì nói chung thì chúng ta chỉ có lấy tinh thần của gọi là Đức Phật dạy kinh gì đó, kinh gì mà 10 điều chớ vội tiên chớ vội tiên, Kalama Sutra à. Chứ bây giờ chứng minh sao? Kalama Sutra tức là chớ vội tiên vì truyền thuyết, chớ vội tiên vì tiên đồn, chớ vội tiên vì vân vân vân. Mà ý tiên khi nào? Khi và chỉ khi mình đem áp dụng, mình thực hành, mà thấy lợi lạc, hạnh phúc, giải thoát và được người trí, người ta xác nhận, chứng biết. Nói chung vậy thì nếu mà nói tới đường cùng là chả ai hơn ai, chả ai. Bây giờ nếu bên Nam Truyền thách thức cái hệ Sanskrit thì hệ Bắc Truyền cũng sẵn sàng thách thức cái hệ của Bali. Anh lấy cái gì để anh bảo chứng rằng đó là toàn bộ những lời đúc kết từ thời kiết tập lần thứ ba? Chả có gì là bảo chứng. Đừng có nói thờ Phật nha, thờ kiết tập lần thứ ba thôi đó, thờ cái vua A Dục thôi cũng chả có gì bảo chứng. Tôi nói thật vậy, nó không phải để hoang mang. Chúng ta đồng ý là tam sao thất bổn, và thậm chí trong kỳ kiến tập là thứ nhất nha, ngài Phú Lâu Na vắng mặt trong 500 vị A La Hán ở tại động Thất Diệp đó, ngài đi hành pháp mà về chưa kịp. Thì khi về á thì cái ngài chủ tọa đoàn Ca Diếp và A Nan thuật lại ngắn tách về nội dung kiến tập. Phú Lâu Na trả lời, cái này có hầu hết trong các cái chữ bằng tiếng Anh đó nha, đó là cái chuyện kiến tập là mấy ông kiến tập mấy ông làm đi, mấy ông giữ đi, còn tôi là tôi giữ những lời Phật dạy mà tôi đã tiếp thu dạy được đủ rồi đó, thôi khỏi nói với tôi nữa. Ngài Phú Lâu Na dám dõng dạc để mà nói chuyện thẳng với ngài Ca Diếp với A Nan vậy.
Tại vì dù sao Ngài Phú Lô Na cũng là nhân tài, Ngài hiểu giáo pháp và Ngài đi dạy giáo pháp, Ngài là thuyết pháp số 1. Như vậy là ngay cả cái lần thứ nhất mà đã có bất đồng ý kiến, thì tới lần 2, lần 3, thì lần thứ 2 là có 18 tông phái rồi. Mà ngay cả lần thứ 3, tôi nói thật, lần thứ 3 người chủ tòa đoàn là Mongali Tiết Xá Bút Tá, thì hiển nhiên là Ngài là người thuộc Nam truyền, thì Ngài là chủ tòa đoàn, Ngài có quyền kinh nào Ngài thích thì Ngài đưa vô, kinh nào nhiều quá, kinh nào không thích thì để qua bên, ai làm gì Ngài được. Thường thường chủ tòa đoàn là người ta có quyền điều hành trong cuộc hội thảo mà, ta có quyền là cái này đưa vô cái này. Là tôi nói là bây giờ mà nói mà một cách công bằng, chắc gì kỳ kiết tập lần thứ 3 đã kiết tập hết toàn bộ những lời dạy của Đức Phật suốt hơn 45 năm, chắc gì. Và theo quan điểm của chủ tòa đoàn nữa, đó thứ nhất. Thứ hai, lấy gì để xác chứng? Bây giờ tôi bày ra quý vị xin trả lời với bên Nam truyền, lấy gì để xác chứng? Và anh bảo hệ sang riết không xác chứng, rồi hệ Bali anh lấy gì xác chứng? Nói tôi nghe. Chữ Bali hay sang riết cũng là chữ có thờ Đức Phật. Bởi vì nên nhớ là Đức Phật không phải dùng tiếng Bali để giảng, mà Ngài đi khắp các nơi, Ngài dùng tiếng địa phương để giảng. Trong đó cái tiếng mà giảng nhiều nhất là tiếng Prakrit thời đó, chứ không phải là tiếng Bali hay là Sanskrit. Mà chúng ta nên nhớ là Ấn Độ có trên 180 loại ngôn ngữ, 180 à, mà cái tiếng Prakrit là Đức Phật dùng nhiều nhất. Mà chúng ta nên nhớ là văn Bali là văn nói, còn cái văn mà văn viết, văn chương bác học là văn Sanskrit. Cho nên là cái tính chất mà đúc kết văn bản, Sanskrit đúc kết sẽ hay hơn là văn Bali, giống như văn bình dân, văn nói cho vui vậy. Thôi được, bây giờ chúng ta cái đề tài này chúng ta trả lời như thế là chúng ta tin tưởng về những, tất nhiên là nói như bạn phải, chúng ta hoang mang là không biết cái gì Phật dạy. Chúng ta biết căn bản là về tứ đế, về thập nhị nhân duyên, về ngũ uẩn, về luân hồi, những nghiệp báo vân vân. Cái nội dung toát yếu đại khái như thế là lời Phật dạy. Còn cái chi tiết về Bali Sanskrit thì mình cũng có niềm tin và chọn lọc vậy, biết sao. Và chưa có ai chứng minh được theo nguyên tắc của công chứng. Vậy thì huề cả làng nhá. Anh bảo tôi không phải từ lời Phật thuyết ra, tôi nói anh lấy cái gì anh chứng minh là từ lời Phật thuyết ra là cũng như không. Rồi tiếp, bây giờ mình challenge được bên này hay bên này challenge? Bên này challenge bên đây hả? À, challenge cái chuyện anh chay đi, nói là anh chay nên dẹp bỏ cái đó đi. Rồi A Di Đà Phật, kính bạch toàn thể hội chúng. Thì theo như hệ thống Nam truyền của con, thì con được biết khi Ngài đề bài Đạt Đa, đó thì khi mà Ngài xin năm việc mà chư tăng bây giờ là phải làm để tách riêng cho đoàn, nghĩa là tất cả chư tăng bây giờ là phải ăn chay toàn bộ. Và Đức Phật đó, Đức Phật là không chấp nhận điều đó, nghĩa là không đồng tình với vấn đề đó. Như vậy tại sao lúc đầu thì không đồng tình, nhưng mà lúc sau thì ví dụ trong kinh Lăng Già đây thì Đức Phật nói là phải ăn chay, bắt buộc phải ăn chay, thì bởi vì tất cả mọi lời hữu tình đều có quan hệ huyết thống với nhau, thì như vậy là phải chăng Đức Phật nói hai lời, lời trước và lời sau nó trái với nhau hoàn toàn. Như vậy thì xin mời đại thừa để chúng ta có cái nhìn như thế nào về vấn đề đó cho đại chúng được rõ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con xin đại diện cho Mayana xin được trả lời cái câu hỏi của bên quý phái đoàn đặt ra cho chúng con, đó là thời của Đức Phật thì có Ngài Đề Bà Đạt Đa đưa ra 5 cái điều để chấn chỉnh tăng đoàn, và 5 cái điều này trong đó có tuyệt đối ăn chay, không được đụng tới thịt cá, đó là theo quan điểm của Ngài Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật đã bác bỏ hoàn toàn 5 điều ấy, nhưng mà bây giờ chúng ta lại thực hiện ăn chay, thì như vậy có phải là Đức Phật? A Di Đà Phật, hình như con bị lệch cái câu hỏi. Có nghĩa là Đức Phật đã bác bỏ hoàn toàn quan điểm đấy, nhưng mà và Đức Phật có cái sự mâu thuẫn. Ở đây là Đức Phật không có phải là, tại vì ở đây cái chỗ mà Ngài Đề Bà Đạt Đa đã đưa ra một cái quan điểm là vào cái sự chấp. Chấp ở chỗ là không được đụng tới thịt cá, là chấp cái chuyện có và không. Giữa sự
chấp xứa dưới chưa có và không thì Đức Phật tất nhiên là phải bác bỏ, hoàn toàn có quan điểm chấp vào có và không rồi. Cho nên Đức Phật, đạo của Đức Phật là tùy duyên. Khi mà tùy duyên, cái ăn chay và ăn mặn đó là cái giới luật ngay từ ban đầu là Đức Phật có, sau khi Ngài chế giới thì có cái giới là không có sắc sanh. Nhưng mà vì tùy duyên trong cái tăng đoàn lúc bấy giờ là có một cái vị thầy là có bệnh, phải dùng đến thịt để mà một cái loại thịt đặc biệt mà có thể vì nhân cái thịt đó mà khiến cho vị đó có thể chữa lành được bệnh. Vì cái nhân đó, duyên đó cho nên mới ra chỗ là chư tăng đoàn có thể dùng thịt giống như là một cái phương tiện trong cái vấn đề mà thọ dụng thực phẩm hàng ngày, để mà nương vào trong cái phương tiện đó để tu tập, chứ không phải rằng là mình chấp, không phải là chấp vào trong cái chỗ là tuyệt đối là phải ăn chay hoặc là tuyệt đối là phải ăn mặn. Ví dụ như bên bên Bắc truyền có thêm cái giới là không được uống rượu, nhưng mà vẫn mở ra là khi chúng ta bị bệnh thì vẫn có thể tắc bạch trước đại chúng để mà xin dùng cái rượu đó với mục đích là chữa bệnh. Vì thân của chúng ta là thân vật lý, phải chịu theo quy luật tác động của tự nhiên, đó là quy luật sinh học, thì sinh ra là phải có bệnh. Mà cái thân vật lý này nó chỉ là một cái sự, nó vốn là vật lý rồi, nó không phải, mình không rơi vào trong cái chỗ là chấp vào cái thân này là của mình, mà mình phải dùng thực phẩm để nuôi sống cái thân này, mà chỉ nương vào cái thân này để từ đó chúng ta đi đến giác ngộ cho mình. Mà ngay chỗ này là Ngài Đề Bà Đạt Đa đã do chấp vào trong cái chỗ có và không ở giữa hai cái nhị biên đối đãi này, thì tất nhiên là Đức Phật phải bác bỏ rồi, thì không thể nào nói Đức Phật là mâu thuẫn được. A Di Đà Phật. Nếu như mà không có gì, nếu như mà không sáng tỏ thì con xin thầy có thể mở rộng hơn cho chúng con về vấn đề này ạ. Nói như vậy bên Nam truyền họ chưa chịu. Có thể là cái lúc mà Đức Phật mà không biết, tôi biết, nhưng mà bên Bắc truyền sẽ bổ sung, có nghĩa là khi mà Đức Phật không có chấp nhận năm điều yêu cầu thái quá của Ngài Đề Bà Đạt Đa, là nói theo cách đó là nó không có cái chuyện có hay không, không có nhị biên đối đãi. Nhưng mà nếu vậy thì tại sao đến kinh Liên Già là Ngài chấp là có ăn thịt hay là không ăn thịt, hay là có ăn chay hay không ăn chay, nhưng mà kinh Liên Già là chấp hay sao? Bởi vì có, do cái vấn đề có ăn thịt hay là có ăn chay mà. Dạ, A Di Đà Phật. Kinh Lăng Già đây là đưa ra vấn đề có không, mục đích là để phá. Nếu như mà đó là tôn trọng cái vấn đề nhân quả trong cuộc sống. Nếu mà nói rằng là có, nếu mà nói rằng là có thì có cái gì? Mà nếu rằng nói rằng là không thì không cái gì? Ví dụ như bây giờ con đưa ra một ví dụ như nói rằng là Đức Phật, hay là trong cái chỗ phá nhị biên đối đãi, Đức Phật đưa ra là Như Lai là thường hay vô thường, thì Đức Phật nói là Như Lai chẳng thường cũng chẳng vô thường. Vì sao vậy? Nếu bảo Như Lai là thường thì hóa ra Như Lai chẳng khác gì hư không. Thường của Như Lai, nếu nói là Như Lai là, nếu như nói Như Lai là thường thì chẳng phải do tu mà chứng. Như vậy thì sinh ra đã là Như Lai rồi thì cần gì phải tu nữa. Như vậy thì cái tất cả những cái công đức tu tập của Như Lai là bác bỏ sao? Nếu nói Như Lai là vô thường, vậy thì khi Như Lai đã thành Phật rồi, thành Như Lai rồi, không lẽ Như Lai trở thành phàm phu sao? Cũng giống như là trong kinh Viên Giác có đưa ra ví dụ về vàng. Khi mà vàng đã được luyện ra từ quặng, đã luyện thành vàng,
thì không lẽ vàng trở về lại với vận sao? Tùy trong cuộc sống mà người ta có thể đem cái vàng đó để đưa ra vào trong cái ứng dụng cuộc sống của mình, trở thành là vàng nữ trang, vân vân. Theo những cái hình dạng khác nhau của cuộc sống, đó là về cái phương tiện sử dụng, ứng dụng của vàng, thì không thể nói vàng là quặng được. Như vậy thì ở đây rõ ràng là rõ ràng là Như Lai là không thể nào nói là thường, và Như Lai không thể nào nói là vô thường được. Như lại vậy thì giữa có và không chúng ta như thế nào đây? Nếu nói rằng là không hoàn toàn thì chúng ta không cần tu à? Mà nếu nói có thì chúng ta tu, mà tu như thế nào? Đó là nhân quả. A Di Đà Phật. Có được, nhưng mà không có xa đà vào vấn đề nhị biên, nhưng mà rõ ràng cái vấn đề có anh chị có anh mạng là cái vấn đề nhị biên kia mà. Nhưng mà thôi được, chúng ta lướt qua các cái vấn đề nhị biên khác, thường vô thường có không, mà đi thẳng vào cái chay với mạng. Bây giờ xin mời nói tiếp. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, con thì xin trả lời ngắn gọn thôi. Lúc nãy phái đoàn Theravada có đặt câu hỏi là tại sao Đức Phật lại phản đối cái điều thứ năm là của Đại Bà Đạt Đa là tỳ kheo tuyệt đối ăn chay, không được đụng tới thịt cá, còn trong khi kinh Lăng Già thì Đức Phật lại khuyên đệ tử là không nên ăn chay, là không nên ăn thịt. Thì cái vấn đề đặt ra là cái vấn đề giải quyết ở đây là chúng ta đều biết Đức Phật thuyết pháp là tùy khế lý, khế thời và khế cơ, là tùy theo căn cơ và hoàn cảnh và chân lý mà Đức Phật thuyết pháp. Bây giờ quay lại vấn đề của Ngài Đề Bà Đạt Đa là khi mà Đức Phật thành đạo thì Ngài đã thuyết pháp trung đạo, có nghĩa là không được rơi vào hai thái cực, đó là khổ hạnh ép sát và hưởng thụ dục lạc. Mà trong khi năm điều Đề Bà Đạt Đa đưa ra thì nó lại rơi vào cái thái cực thứ nhất, đó là khổ hạnh ép sát. Cho nên trong bối cảnh lúc đó thì Đức Phật lại cho phép đệ tử đi khất thực và tùy duyên mà thà nhận sự cúng dường của Phật tử. Thì nếu như làm theo những cái điều mà Đề Bà Đạt Đa đưa ra thì không ăn chay, tuyệt đối ăn chay, không đụng tới tục khế, thì như vậy là nó sẽ không có phù hợp với hoàn cảnh lúc đó, và nó bị nó không có đi vào con đường trung đạo mà Đức Phật đã dạy. Còn tại sao với kinh Lăng Già thì chúng ta biết là đối tượng mà Đức Phật thuyết pháp, cái chúng đương cơ trong kinh Lăng Già là Bồ Tát Đại Huệ và các hàng Bồ Tát, cho nên Ngài mới khuyên là nên ăn chay. Cũng được, nhưng mà chưa thuyết phục lắm. Còn một ý nữa sẽ thuyết phục hơn cái đó. Còn một ý rất là quan trọng để mà Đức Phật không có chấp nhận, nhất là cái điều thứ năm của Ngài Đề Bà Đạt Đa. Không đơn giản chỉ là kinh Lăng Già, mà cũng không phải là chỉ đơn giản là trung đạo hay là căn cơ. Rồi, cái bên Mahayana không ai tìm ra được cái tại sao Đức Phật không có chấp nhận điều thứ năm của Đề Bà Đạt Đa là tỳ kheo tuyệt đối ăn chay, không đụng tới thịt cá. Có biết lý do tại sao Ngài không chấp nhận điều này không? Xin mời. Dạ, Di Đà Phật, cái điều thứ năm đó là tỳ kheo tuyệt đối ăn chay, không được đụng tới thịt cá. Thì Đức Phật không chấp nhận yêu cầu này của Đề Bà Đạt Đa là vì nếu mà chấp nhận yêu cầu của Đề Bà Đạt Đa là có nghĩa là đồng thuận Đức Phật đã đồng thuận với Đề Bà Đạt Đa. Và cái thời lúc bây giờ cái bối cảnh xã hội thì phức tạp, và tỳ kheo thì đi khất thực tùy duyên, dân cúng gì thì ăn đó, nên là nếu mà tuyệt đối ăn chay không á thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, và những người nghèo khổ người ta có gì cũng đó, nếu mà mình chấp ăn chay tuyệt đối thì đó là chấp không không đúng với tinh thần Phật giáo. Và nếu mà chấp chặt mà cứng nhắc như vậy á thì sẽ khó trong vấn đề là giáo hóa chúng sanh và mô Phật. Nói đúng ý, chứ mà cái cách lập luận nó không có thuyết phục hoàn toàn, đó là thuyết phục mới có 75%. Nói thì đúng ý rồi đó, nhưng mà cái cách lý luận của mình
cái cách lập luận. Dạ, A Di Đà Phật, con xin bổ sung thêm ý kiến. Cái điều quan trọng là khi mà năm điều của ngài Đề Bà Đạt Đa đặt ra ở đây là để nhằm mục đích gì? Đức Phật đã nhìn thấy được cái tâm ý của ngài Đề Bà Đạt Đa đề ra năm điều này là nhằm, thứ nhất là chia rẽ tăng đoàn. Cái tâm ý của ngài Đạt Đa là tâm ý tà xấu, cho nên là không phải những điều ngài đưa ra là không tốt, những điều này rất là tốt, nhưng mà chủ yếu là cái sự mà dụng tâm của ngài Đề Bà Đạt Đa để làm cái gì, chỗ này mới là điều quan trọng. Và quan trọng cái thứ hai á là cái vấn đề mà tuyệt đối không ăn chay hay là ăn mặn gì, Đức Phật không, trong cái thời điểm này là Đức Phật không đề cập cao về cái vấn đề này. Tại vì khi ở Ấn Độ là một cái xã hội rất là rộng lớn, thì ở cái khu vực này người ta ăn chay, ở cái khu vực khác người ta ăn mặn. Với lại thứ hai là người ta chưa hoàn toàn biết đến đạo Phật 100%. Thì có những cái khu vực này người ta biết đến, có những khu vực khác người ta không biết đến. Thì khi mà chư tăng đi khất thực á, ví dụ như đi khất thực ở cái nơi, cái làng nào mà người ta biết đến đạo Phật, thì người ta sẽ cúng cái theo cái kiểu khác của cái những cái vị chư tăng đó để dùng. Còn khi mà đi đến một cái ngôi làng khác, người ta ví dụ như đi đến cái vùng biển đi, vùng biển thì cư dân ở đó chỉ toàn là ăn mặn thôi, đâu có thức ăn chay đâu. Cho nên là khi mà đi đến giáo hóa ở chỗ cái vùng đó thì cũng tùy duyên mà để mà hóa độ cái chỗ đó, chứ không phải là cứng nhắc 100%. Thì theo cái dạ, tức là cái, với lại con xin đề cập đến vấn đề thứ hai là giáo pháp của Đức Phật nói á, hoàn thiện về phần đầu, hoàn thiện về phần giữa và hoàn thiện về phần cuối. Đức Phật nói ra là để phù hợp vào từng hoàn cảnh, từng căn cơ, từng thời điểm mà cái giáo pháp của Đức Phật có cái sự mà chênh lệch khác nhau, nhưng mà tổng quy lại á, là nó không có mâu thuẫn bất kỳ một cái gì hết. Tại vì sao? Vì khi mà Đức Phật nói là ở trong giáo pháp của ngài á, cái điều nào mà đưa đến cái sự mà giác ngộ giải thoát thì á, thì cái đó giáo pháp đó nên theo, còn cái điều nào mà làm cho chia rẽ, làm cho cái sự tu tập nó thối lui thì không nên mà nương tựa theo. Thì cái chỗ này cái lời mà Đức Phật, chính Đức Phật đã nói là Đức Phật, giáo pháp của ngài đó là ngài nói là một cách là hoàn thiện, chứ không có cái thể nào mà sự mâu thuẫn ở trong đó, mà tùy vào cái thời điểm, tùy vào cái hoạt độ, cái hoàn cảnh mà Đức Phật có những cái bài thuyết pháp khác nhau thôi. Theo con nghĩ là như vậy. A Di Đà Phật. Thì cũng đúng, nhưng mà để tôi bổ sung cho nó rõ thế này. Thứ nhất là đúng là cái động cơ của ngài Đạt La, của ngài Đề Bà Đạt Đa đó là để ra chia rẽ, có nghĩa là ngài biết ngài nói thì Đức Phật sẽ không chấp nhận, ngài muốn chứng minh rằng là cái giáo lý của ngài và cái việc ngài theo đuổi là cao hơn Đức Phật, và nếu mà họ theo ngài là cái đồ chúng đó, là những người tu tinh tấn hơn là đồ chúng Đức Phật. Cái điều thứ hai nữa đó thì cái bối cảnh sinh hoạt của tăng đoàn thời đó không thể nào thực hiện được cái này. Và điều quan trọng thế này, mình chứng minh thế này, chính ngài Đề Bà Đạt Đa mâu thuẫn với cái tam tịnh nhục và ngũ tịnh nhục, chứ không phải là Đức Phật mâu thuẫn. Bởi vì sao? Không được đụng tới thì ké, vậy là mâu thuẫn với tam tịnh nhục. Thì ngài người đang mâu thuẫn thì đâu phải tôi mâu thuẫn. Có nghĩa là nếu mà tôi đi khắc thật thì không thấy, không nghe, không nghi thì tôi cứ được đụng, tại sao bây giờ lại không được đụng? Như vậy là ngài Đề Bà Đạt Đa mâu thuẫn cái lời dạy về tam tịnh nhục, chứ đâu phải là Đức Phật mâu thuẫn. Đâu có mâu thuẫn đâu. Được đụng với điều kiện là không thấy, không nghe, không nghi, hoặc là con thú tự chết, hoặc là nó bị con khác ăn bỏ lại, là được đụng chứ sao không được đụng. Tôi nhất quán như vậy. Chính anh mới mâu thuẫn à. Anh nói không đụng là anh là mâu thuẫn, chứ tôi là hồi giờ tôi nói vậy mà. Nhưng mà biết sao không? Nhưng mà là bất khả thi nè. Chẳng hạn như tỳ kheo ở trong rừng suốt đời, vậy rồi đang đi giảng ở thành phố rồi đi bộ mà lên tuốt tối đó, đi tuốt vậy tốn biết bao nhiêu thời gian, đâu phải chỗ nào nằm có rừng à, vậy nó không khả thi. À, nghe nó cao cả nhưng mà nó không khả thi, tức là nó không hiện thực. Thứ hai là ngủ gốc cây rồi rủi bệnh này sao, ngủ gốc cây chết sao, hay là ngủ gốc cây mà rủi mà đang đi thuyết pháp thành phố gì đó rồi kiếm gốc cây đâu mà ngủ, rồi chỉ ăn một bữa đó, người ta còn uống buổi sáng buổi chiều, người ta uống đề hồ hay gì đó chứ rủi như vậy không có đủ sức khỏe ta còn chết sao. Mặc cái nọ kia thì cũng tiền duyên họ cho cái gì mặc cái đấy. Nói chung thì nghe có vẻ cao cả nhưng vấn đề là không thực hiện được. Anh cao cả mà trên trời không có khả thi, không hiện thực, không áp dụng trong cái cuộc sống sinh hoạt của tăng đoàn và trong xã hội Ấn Độ được. Mà nhất là trong vấn đề thứ năm là anh mâu thuẫn với tôi không có mâu thuẫn à. Anh nói như vậy là hơi quá,
Tôi nói xưa nay tôi nói là ăn được, đụng được giới tam tịnh nhục hoặc là ngủ tịnh nhục, tự nhiên anh nói triệt để luôn, chính anh mâu thuẫn với cái lời dạy của tôi ban đầu. Tôi không có mâu thuẫn đó, thì mình chứng minh là ngài Đề Bà Đạt Đa mâu thuẫn với cái lời dạy về tam tịnh nhục và ngủ tịnh nhục, chứ Đức Phật chưa hề mâu thuẫn. Bây giờ đây, giờ mâu thuẫn tới chỗ cái chỗ mà ngài Đức Phật á, thì không mâu thuẫn rồi, nhưng bây giờ tới vụ kinh Lăng Già mâu thuẫn đây. Bây giờ cái kinh Lăng Già mâu thuẫn với cái giáo lý thọ dụng á, với tam tịnh nhục ngủ tịnh nhục tính sao? Cái giai đoạn này là chưa mâu thuẫn, nhưng mà tới giai đoạn kinh Lăng Già là mâu thuẫn. Chứ cái này không chấp nhận thì được. Tại sao mâu thuẫn vậy? Bây giờ mâu thuẫn nè, ngài không chấp nhận là đúng, nhưng mà tới giai đoạn ngài dạy kinh Lăng Già đó, cái lúc mà ngài không chấp nhận là đúng rồi, là Đề Bà Đạt Đa mâu thuẫn. Nhưng mà tới giai đoạn kinh Lăng Già đó là tự ngài mâu thuẫn với cái tam tịnh nhục ngũ tịnh nhục hay sao? Thì ra sao mình bước qua cái cửa ải đó nha. Ngay cái thời điểm mà ngài không chấp nhận Đề Bà Đạt Đa với em yêu cầu, ngài đúng hoàn toàn về mặt logic lý thuyết, ngài không có mâu thuẫn gì hết. Ngài Đề Bà Đạt Đa mới tự mâu thuẫn, ngài Đề Bà Đạt Đa mới mâu thuẫn với cái lời dạy tam tịnh nhục, đúng không? Cái điều thứ năm là Đề Bà Đạt Đa mâu thuẫn nè, tức là Đề Bà Đạt Đa nói không đụng với ngài đâu, hầu giờ đâu có nói không đụng. Cho tới cái thời điểm mà Đề Bà Đạt Đa hỏi là ngài chưa hề nói câu là không đụng, được ăn với tam tịnh nhục ngũ tịnh nhục. Như vậy là ngài Đề Bà Đạt Đa mâu thuẫn. Tới giai đoạn mà ngài không chấp nhận là ok, không có gì hết, về mặt logic học là ok. Nhưng mà nói cái giai đoạn này nè, tới giai đoạn Lăng Già lại là vấn đề. Có thể là Lăng Già xảy ra sau cái thời mà cái chuyện mà câu chuyện giữa hai vị này. Vậy thì tại khi nào thì bảo là ăn tam tịnh nhục ngủ tịnh nhục được, rồi khi nào thì bảo là phải ăn chay tuyệt đối? Chứ cái vấn đề từ chối này là đúng. Nhưng mà cái vấn đề lúc nào thì dạy tam tịnh nhục ngủ tịnh nhục, còn lúc nào thì dạy là tuyệt đối ăn chay trong như kinh Lăng Già. Như vậy là cái vấn đề Đề Bà Đạt Đa giải quyết thì dễ, nhưng mà cái vấn đề mà giữa kinh Lăng Già với tam tịnh nhục ngũ tịnh nhục giải quyết làm sao? Chứ còn Đề Bà Đạt Đa, chính Đề Bà Đạt Đa là nó mâu thuẫn với tam tịnh nhục ngũ tịnh nhục mà. Bây giờ như vậy là rất là dễ dàng giải quyết cái vụ Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà khó giải quyết cái vụ giữa kinh Lăng Già với tam tịnh nhục và ngũ tịnh nhục. Thì bên Bắc Truyền giải quyết được cái đó, và bên Bắc Truyền phải đặt lại 2-3 câu hỏi khiến bên Nam Truyền bí. Và nếu mà đặt người ta bí được là mình sẽ tự giải quyết được cái đó. Là mình thấy tại sao nó có một cái vấn đề gì đó mà mình cảm thấy là mình cần phải ăn chi. Mình không thể nào mà theo cái kiểu mà gặp gì ăn nấy kiểu như vậy được. Thì tự bản thân mình thấy một cái gì đó, và cái điều đó mình đặt câu hỏi để mà họ không trả lời được. Giờ sao đây? Bây giờ vị này là muốn hỏi hay muốn trả lời? Hỏi tiếp. Tôi có chừng nợ một câu rồi đó nha. Có chừng nợ cái câu đó là Đề Bà Đạt Đa thì dễ, nhưng mà Đức Phật tự mâu thuẫn giữa kinh Lăng Già với tam tịnh nhục là thấy ngoài cái việc mà căn cơ cao thấp gì đó, nói cái gì đó cho nó thực tế hơn. Không, bên đây hỏi bên đây trả lời thấy chưa thỏa mãn đó. Đề Bà Đạt Đa thì dễ trả lời, bởi vì tính Đề Bà Đạt Đa mâu thuẫn với tam tịnh nhục. Nhưng mà giữa kinh Lăng Già mâu thuẫn với tam tịnh nhục ngũ tịnh nhục tính sao? Mình bỏ qua cái chuyện mà căn cơ hoàn cảnh cao đi, đó cũng một phần, nhưng mà phải nói làm sao cho nó thực tế hơn. Thế Di Đà Phật, con cũng xin bổ sung thêm cái ý này. Như thời của Đức Phật thì Phật giáo là còn trong cái giai đoạn là còn chánh pháp, là còn có Đức Phật. Thì nếu như mà ai mà tất cả mọi người mà có thể nhìn thấy Đức Phật thì họ sẽ tự động xa lìa cái tâm nhiễm ô của mình, nhờ vào trong cái trong một cái năng lực đặc biệt của Đức Phật. Còn cái kinh Lăng Già là như được như con học và trong lịch sử có nói là một số cái kinh Bắc Truyền, là hệ thống Bắc Truyền là hệ thống Phật giáo phát triển về sau này. Mà hệ thống Phật giáo phát triển về sau này là nhấn mạnh cái tư tưởng Bồ Tát Đạo.
Thì lúc bây giờ thì Phật, Đức Phật không còn nữa, thì dĩ nhiên cái năng lực để mà giáo hóa đối với chúng sanh thì nó sẽ đi vào trong cái hạn chế. Làm sao để đưa được cái luật nhân quả vào, mà cái luật nhân quả và nghiệp báo là hai cái luật của vũ trụ xưa nay vốn chi phối toàn thể tất cả mọi cái mọi vạn sự vạn vật ở trên cái vũ trụ này. Thì con người chúng ta sống cũng không có qua, không có thể nào vượt qua được cái quy luật nhân quả và nghiệp báo. Mà trong Nguyên Thủy thì Đức Phật có dạy là nghiệp, con người là chủ nhân của nghiệp. Thì cái chủ nhân của nghiệp đó là do chúng ta đặt cái nhân quả cho nó đúng. Đặt cái nhân đúng thì chúng ta sẽ có một cái quả đúng. Thì theo cái tinh thần của Phật giáo Bắc truyền, phải dùng một cái nhân như thế nào đó, dùng một cái nhân như thế nào đó để hướng cho tất cả mọi người đều đến với một cái kết quả tốt đẹp hơn. Đó là dùng cái tinh thần là ăn chay. Ăn chay để đặt một cái nhân tốt cho chính mình. Thì cho nên là trong Phật giáo Mahayana, chư tăng là ăn chay giống như là một cái tấm gương. Theo như Ngài Thần Tú là thân ta như bồ đề, tâm ta như gương sáng. Không có giống như là bên như Ngài Huệ Năng có nói là thân chẳng phải bồ đề, tâm chẳng phải đài gương sáng. Thì Ngài, tất cả các Bồ Tát khi hành đạo vô đời đều thể hiện một cái tấm gương tốt để cho mọi người noi theo cái nhân quả tốt lành đó. Thì với cái tư tưởng của Phật giáo phát triển, thì cái Kinh Lăng Già đã đưa ra một cái tinh thần Bồ Tát Đạo rất là từ bi. Khác lại với trường phái Theravada là theo Nguyên Thủy. Theo Nguyên Thủy thì quý ngài chỉ sống khất thực mà không có đi vào đời, giống như là tinh thần của Mahayana là quý ngài không có đắp y giống như là bên Nam truyền. Bên Nam truyền người ta không có thể nào đi vào trong cuộc sống để mà làm việc dễ dàng, một cách dễ dàng và năng động giống như là bên Bắc truyền. Và trong cái cuộc sống len lỏi trong cuộc sống đó, quý ngài đưa ra cái ăn chay đó, mục đích là để cho mọi người thấy, mọi người biết và mọi người đặt cho mình một cái nhân tốt lành để sau này có một cái kết quả, một cái nghiệp tốt lành cho chính mình. Thay vì một cái sự giáo hóa trực tiếp của Đức Phật, nếu như mà để đợi chúng sanh mà tiếp cận được với chân lý Đức Phật để nhìn ra cái nhân quả đó thì đó là một quá trình rất là dài và không phải ai cũng có thể làm được. Cho nên là với cái tinh thần đó thì con nghĩ là chủ yếu là để đưa cái nhân quả đến gần hơn với trong cái cuộc sống của mọi người. A Di Đà Phật. Tôi hướng dẫn cho cái bên mà Mahayana trả lời làm sao mình chứng minh đó, là cái vấn đề ăn thịt nó có ảnh hưởng tới cái, có thể là ảnh hưởng từ bi, nhưng mà từ bi như thế nào, hoặc là cái vấn đề tu tập cá nhân, hoặc là ảnh hưởng tới cái phương diện xã hội, hoặc là nó ảnh hưởng tới sát sanh. Mình phải chứng minh cái gì đó nó cụ thể, ngoài cái căn cơ cao thấp mình chứng minh rất là cụ thể là nó liên quan gì tới sát sanh, nó liên quan gì tới từ bi, nó có liên quan gì tới tiến trình tu tập, nó có ảnh hưởng gì tới cục diện của xã hội, vân vân. Nó nhiều thứ mình chứng minh rất là cụ thể hơn. Tất nhiên là cao thấp thì có rồi đó, nhưng mà mình nói cái gì nó cụ thể hơn một chút, rồi về cái vấn đề căn cơ Bồ Tát hay là cao thấp, nó cụ thể để người ta nghe thuyết phục hơn. Thì bây giờ thời gian gần hết, nhưng mà hình như muốn đặt tiếp một câu đây, nợ tôi thấy chưa trả lời, chưa thỏa mãn mà tiếp một câu nữa, cũng dần quốc 20 rồi đó, bên kia chút nữa. Rồi hỏi tiếp câu nữa rồi tới giờ ra chơi á, suy tư để trả lời hai câu đó. A Di Đà Phật, kính bạch toàn thể hội chúng. Thì qua câu trả lời của đại diện của Mahayana, chúng con thấy có hai vấn đề cần phải làm rõ. Điều thứ nhất là đại biểu có nói là ai gặp Đức Phật cũng xa lìa tâm giới mô, điều này không đúng.
Bởi vì có rất nhiều ngoại đạo sau khi chất vấn xong thì ngoại đạo đó quay trở về với cái hằng duyên chánh pháp của mình, hằng duyên cái giáo lý của mình, chứ không thể nói là xa lìa tâm nhiễm ô được. Thứ hai là nói là nam truyền là hạn chế cộng đồng, điều này không đúng. Bởi vì hiện tại có rất nhiều nhà sư pháp tâm là những công việc của cộng đồng xã hội, như đi tuyên truyền hay là thuyết pháp những cái hội trại nhỏ của thanh niên, thanh thiếu niên v.v. thì các sư tham gia rất là tích cực. Như vậy qua hai cái quan điểm này chúng con không đồng tình với quan điểm của Mahayana. A Di Đà Phật. Câu tiếp theo cho phái đoàn Mahayana. Câu hỏi tiếp nữa nè. Là theo cách trả lời của phái đoàn thì cho rằng là cái tư tưởng của Mahayana là theo cái tinh thần của thần tú. Quý vị trả lời như vậy, có phải chăng là quý vị đã chấp nhận cái giáo lý của mình là một cái giáo lý hạn chế ở mức độ như vậy hay chăng? Ý nói là ai là thần tú, ai là Huệ Năng trong cái việc mà Nam Tông với Bắc Tông. Nếu mà Nam Tông Bắc Tông ai là Huệ Năng? Bắc Tông là Huệ Năng hả không? Mahayana bây giờ ngược lại là giống thần tú. Bởi vì cốt kiểu Mahayana hơi giống Huệ Năng hơn, nhưng mà lại chấp nhận cho thần tú. Rồi bây giờ bên thứ nhất là bên đây nợ 2-3 câu hỏi gì đó về chuyện thần tú Huệ Năng, về cái chuyện mà tùy duyên khế nhập xã hội của Nam truyền, và nhất là cái vấn đề là kinh Lăng Già có mâu thuẫn với Tam Tịnh Nhật và Ngũ Tịnh Nhật hay không, chưa giải đáp thỏa đáng. Và ngoài cái việc chúng ta giải đáp đấy, chúng ta hay là cả bên MC Đồ Hộp nữa đặt câu hỏi làm sao để khiến bên Nam truyền không trả lời được, và kể từ đây họ bỏ cái chuyện đó, họ chuyển về ăn chay trường tuyệt đối. Đấy, việc chúng ta phải làm. Hôm nay mấy người ngoại trú không có đi học phải không? Trưa có ai ở lại ăn gì không? Chiều học nữa đó. Thằng báo đi, bao nhiêu người báo hành đường, chuẩn bị ơi, chắc thầy cũng phải ở lại ăn trưa gì đó chứ. Rồi cứ báo không? Rồi suy nghĩ đi rồi, 15 phút sau chúng ta. Tôi tưởng là đi nhanh hết trong 2 tiết, nhưng mà tôi thấy đại chúng giải quyết không có triệt để. Tức là giải quyết không nhanh gọn, không chặt chém, nhưng mà đi thẳng vào vấn đề, sắc rạc, sáng tỏ.